Những người này ở đâu? Ừ. Con mép nhất ở đây là gì à? Mày ơi, đi đi rửa cái chân đi. Xe tao đi cùng một người. Đi đâu? Có xe nó mới chia ra được mà. Xe tao
Anh em kìa. Bạn trai 65. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ chú kinh thước rồi. Lật cái thước lên nào. Lật cái thước lên nào. Bánh trưng. Lật cái thước lên nào.